Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm nuôi ghim khô bò lá chanh ha. Thì nguyên liệu mình gồm có thì mình cũng có 250g nuôi này là nuôi khô các bạn. Mình mua về mình cũng rửa rồi xong rồi đó mình sẽ để cho nó ráo thiệt ráo cho nó không còn ướt, có khi mà mình chiên lên thì nó sẽ không có bị dăng ha. Với lại mình cũng có khô bò này thì mình sử dụng là 50g, bơ tường an, và mình cũng có 4 chế ớt và 5 tép tỏi, lá chanh này thì mình sử dụng mấy cái lá nhỏ nhỏ như vậy là các bạn, đặng một hồi mình sẽ trộn vào. Gia vị thì mình cũng có là 1 muỗng canh đường và nửa muỗng cà phê muối và 1/3 muỗng cà phê bột ngọt và 1 muỗng canh nước mắm. Thì trước tiên là mình sẽ chiên cái phần nuôi lên trước nha. Mình cũng bắt một cái chảo dầu lên ha, thì mình sẽ cho cái phần dầu nó nóng rồi á thì mình sẽ cho một tí xíu muối vào. Đó, các bạn thấy là cái phần dầu á mình chiên á, khi mà cái phần dầu á mình thấy nó nóng rồi nè mình mới chiên được cái nuôi nha các bạn. Chứ nếu mà mình để cái dầu mà không có nóng á mình chiên á thì cái nuôi của mình nó sẽ bị chai, nó sẽ không có được ngon, nó cứng ngắt à. Bây giờ là mình sẽ múc cái phần nuôi nè, mình sẽ để vào đây mình chiên. Các bạn thấy nè, khi mà mình chiên mình để vào á thì cái dầu cái nuôi nè các bạn thấy là nó không, nó bông lên liền nè các bạn thấy không đó. Rồi bây giờ là mình sẽ cho cái phần nuôi này nè nó nở ra hết, rồi sau đó thì mình mới cho vào, mình vớt vào để vào một cái gỗ nha các bạn. Mình cũng chuẩn bị một cái thao mà có cái lỗ như vậy nè, đảo một hồi cho nó rõ cái phần dầu, mình cứ việc mình đảo nha. Nuôi thì mình để vào cũng ít thôi các bạn, tại vì mình chiên cái chảo nó hơi nhỏ, nếu mà mình chiên mình để nhiều nuôi quá thì nó nở ra, nó bung ra nhiều quá thì cái chảo mình nó nhỏ nữa thì nó sẽ để không có đủ mà mình đảo cũng không được nữa. Rồi bây giờ nuôi của mình là mình thấy đã chín rồi nè các bạn, nó đã vàng rồi nè. Rồi bây giờ là mình sẽ vớt ra, mình để vào một trong một cái rổ này cho nó rõ cái phần dầu xuống á. Các bạn thấy cái màu nuôi nè, nó lên màu vàng rất là đẹp ha. Bây giờ mình sẽ chiên tiếp, mình cũng bỏ từ từ thôi, mình đừng có bỏ nhiều quá nha các bạn. Đó, các bạn thấy là mình để vô một tí xíu thôi là nuôi mình nó đã bung ra hết rồi nè. Đó, bạn thấy nè, lên nó đẹp ghê không. Rồi thì bây giờ là mình sẽ chiên cho đến hết cái phần nuôi thôi các bạn. Nuôi là mình cũng đã chiên xong rồi ha, thì bây giờ mình sẽ cho mấy cái lá chanh nè vào trong đây là mình chiên sơ, giống như là mình lấy sơ thôi các bạn, để cho nó có cái độ tròn, độ lá nó héo héo lại á thì mình sẽ vớt ra luôn. Ui đây, rồi mình tắt bếp luôn, một hồi là mình sẽ trộn vào trong cái nuôi của mình, mình sẽ để qua bên cái nuôi luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ đem tỏi với ớt mình sẽ bằm luôn ha. Giờ tỏi thì mình sẽ bằm cái phần tỏi cho nó nhuyễn nhuyễn ra ha các bạn, mà cũng đừng có nhuyễn quá ha, mình cũng bằm xương xương thôi. Ớt cũng vậy, mình cũng bằm ra luôn. Mình cũng bằm tỏi ớt mình bằm chung luôn nha. Mình sẽ sử dụng bơ là thay thế dầu nha các bạn, để cho cái phần nuôi của mình á cho nó thơm hơn. Mình cho cái phần bơ này cho nó tan ra hết luôn. Bơ giờ tan ra hết rồi nè, thì giờ mình sẽ cho tỏi với ớt vào trong cái chảo luôn, rồi mình sẽ phi cho cái phần tỏi với ớt này cho nó thơm lên.
và mình sẽ cho thêm một ít tương ớt nha các bạn, để giúp cho cái phần nuôi của mình nó có cái màu đỏ đỏ cho nó đẹp. Tỏi bây giờ nó cũng đã vàng rồi nè các bạn, thì giờ mình sẽ cho một chừng một muỗng cà phê tương ớt thôi. Tương ớt hết rồi. Rồi, một muỗng cà phê ha. Rồi mình sẽ cho gia vị vào, như đường với muối mình cho vào đây hết luôn. Nước mắm. Rồi mình sẽ xào, mình sẽ cho cái phần đường nè với lại muối rồi gì đó sắp tan ra hết. Rồi sau đó mình sẽ để nuôi vào nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ cho nuôi vào đây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên, trộn cho cái phần gia vị đó nó thấm nuôi nha. Cái này là mình để lửa nhỏ nhỏ thôi nha các bạn, mình đừng có để lửa lớn quá ha. Thơm quá trời luôn. Và bây giờ là mình sẽ cho cái khô bò vào đây luôn nha. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Lá chanh nè, mình sẽ cho vào đây luôn. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Rồi sau đó thì mình sẽ cho nó thấm gia vị rồi thì mình sẽ tắt bếp luôn. Rồi mình tắt bếp nha. Đó, bây giờ cái phần nuôi của mình nó đã xong rồi nè các bạn. Nó nồng quá trời nồng luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ múc ra dĩa thôi. Đây, giờ mình sẽ múc ra một cái dĩa như vậy. Nếu mà lá chanh á, thì các bạn có thể là cắt ra nhỏ nhỏ cũng vẫn được ha. Tùy theo sở thích của mình. Mình thích cắt nhỏ hay cắt lớn gì đó thì tùy theo sở thích của mình thôi. Bây giờ mình đã múc xong một dĩa rồi nè. Thì cái dĩa nuôi ghim khô bò lá chanh của mình đó là mình cũng đã làm xong ha. Các bạn thấy là cái dĩa nuôi của mình nè. Đó, các bạn thấy nhìn có hấp dẫn hay không ha. Thì như cái món này á, thì mình làm xong á, thì mình sẽ chờ cho cái phần nuôi á, nó nguội thì mình sẽ cho vào trong cái keo. Thì nhiều khi tối tối á, là mình coi tivi á, thì mình cũng có thể là mình bóc mình ăn, mình nhai á, giống như là cho nó đỡ buồn miệng á các bạn. Còn có khi á, nhiều khi bạn bè mình tới chơi á, thì mình cũng có một cái dĩa mà nuôi như vậy, thì ra lai rai cùng bạn bè mình cũng vẫn được ha. Thì mình cũng mời cả nhà dùng thử chung với mình nha. Đây nè các bạn, cái phần nuôi á, là bây giờ là mình sẽ ăn thử xem cái độ nuôi nó giòn hoặc là nó thấm như thế nào nha. Nuôi á thì mình ăn á là có cái vị ngọt ngọt. Tại vì hồi nãy á là mình nêm á là cái phần nước mắm chỉ có một muỗng canh thôi với lại một tí xíu muối, nhưng mà với đường như vậy là nó vừa ăn lắm luôn các bạn, chứ nó không có mặn mà cũng không có lạt. Nhưng mà cái độ giòn á các bạn thấy không? Mình nhai nó rất là giòn các bạn. Với lại mình ăn á thì mình cũng giống như là cái lá chanh này á, là mình để khi mà mình xào vô chung như vậy là nó sẽ thơm. Nhưng mà mình ăn vô cái hạt nuôi á, thì nó sẽ không có thơm mùi lá chanh. Nó chỉ hắt cái mùi thơm của lá chanh khi mà mình trang trí ở trên mặt như vậy. Nếu mà các bạn thích ăn lá chanh thì mình ăn luôn cũng vẫn được. Mình cắt nhỏ 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 ra mình ăn luôn cũng vẫn được ha. Đây nè các bạn, cái khô bò của mình á, thì nó cũng thấm nè. Nó cũng thấm gia vị ở trong cái nước ghim của nuôi á. Khô bò á, là mình mua ở ngoài nhưng mình ăn thấy nó có độ giòn giòn, nuôi nó cũng giòn nữa, ăn nó cũng rất là ngon và thơm lắm các bạn. Như các bạn á, cũng làm ăn thử đi, vào mùa mưa rồi thì nhiều khi á, là tối á, mình không có đi ra ngoài được, tại vì trời mưa mình không có đi ra ngoài được, thì ở nhà á, thì mình chỉ có xem tivi, mình coi phim thôi. Thì với lại mình cũng không có mua cái gì ăn được hết, cho nên là có cái dĩa nuôi như vậy, hoặc là có món bánh gì, hoặc là có cái nước uống gì, thì mình có thể là vừa xem tivi, mình vừa ăn, mình nhâm nhi cũng vẫn rất là ngon ha. Thì video của mình là sẽ kết thúc tại đây ha.
Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích thì like và chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào cả nhà.